Xin thưa tới quý vị và các bạn, toát hết cả mồ hôi ra với lại cái chiếc đài này. Đài này là của Thượng Đế ở tỉnh Lâm Đồng, làm bằng cassette. Hay nhưng mà cái bộ cơ, khắc phục được cái bộ cơ, test được một lúc thì motor nó lại lúc nhanh lúc chậm. Nên là ngồi sờ lần mãi, mãi mới được. Sợ thật tị. Thôi bây giờ giờ test cái phần băng cassette cửa A nhé. Còn cái cửa này thì chịu. Cửa B này thì cái chân, cái trục sắt để lắp cái bánh tì vào nó như cái đầu của cái đinh. Thế nên là không làm cách nào để lắp được cái phanh để giữ cái bánh tì. Còn cái bên đây nó còn một tí rãnh thì lắp cái phanh vào xong bôi keo vào. Chắc là từ giày giờ đi rồi từ giờ giờ lại. Những cái con đài mà cơ của nó mà cái trục bánh tì mà nó dỉ hết rồi thì chỉ có phần đỉnh đáp rồi. Chứ không, cố sửa, không biết bao nhiêu công sức vào. Tạm dừng nghe. Tua này. Tua này. Vớt để cái chiều đi. Cái bài hát đấy. Bên đây bộ cơ nó hỏng thế nhưng mà motor nó vẫn chạy này. Đây đèn đỏ này, tiếng motor chạy này. Đấy. 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 Cái motor chạy chạy giải quyết vấn đề gì. Có mỗi cái trục để lắp cái bánh tì vào và cái đầu trục sắt đây nó như cái đinh ấy, thì chả làm cách nào để mà lóc cái phanh để giữ cái bánh tì cho nó khỏi trôi rồi cả. Nên là đành phải Trần Văn chịu. Không, còn cháy thì gọi liền số 114 ha. Dạ rồi má. Mấy đứa phải biết radio phòng cháy là không chữa cháy ha. Dạ má. Để em không sẽ thiết bị điện qua đêm. Chính xác. Thôi, hai đứa lên ngủ đi. Dạ, má ngủ ngon. Dạ. 2010, bác đi khám ở bệnh viện Lao và được bác sĩ kết luận là COPD độ 4. Hay là không được bán hàng giả hàng nhái. Người kinh doanh dò chơi dò bời cũng dò được sóng chứ còn khéo tay mới dò được sóng thì kể cả QT88 nó chỉ có phan đình đáp. Thế mình là bán hóa đổi trị ví các cái loại hóa chất cực độc rồi thậm chí là hàng không có hóa đơn chứng từ rõ ràng, không có cái nguồn gốc xuất xứ thì phải đóng dừng video ở đây chứ không là lại không kịp đơn vị vận chuyển người ta nghỉ thì lại hỏng hết bánh kẹo.